Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe. Giới thiệu đến các anh một mẫu gạt tàn xì gà. Mẫu này có mã hàng là LB3029 các anh nhé. Anh có thể truy cập website ambe.vn, gõ vào ô tìm kiếm là LB3029 để xem thông tin chi tiết về sản phẩm này. Hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau. Ngoài ra thì khi mà gọi điện thoại đặt hàng thì các anh cũng gọi đúng mã sản phẩm. Bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm làm mất thời gian của các anh rất là nhiều. Ở đây là một chiếc gạt tàn với khay rãnh đỡ 4 điếu, gạt tàn 4 điếu được làm từ gỗ tự nhiên các anh nhé. Gỗ tự nhiên rất là cao cấp, gỗ thật 100%, gỗ thịt luôn các anh nhé. Rất là chắc, cầm ở trên tay rất là nặng, nó nặng khoảng 1.000g, khoảng 1 cân. Ở đây thì của nhãn hàng Lubinsky, rất đậm, rất chắc chắn như thế này. Các khay rãnh này và phần lòng để được làm bằng đồng, toàn bộ là phần đồng đúc theo khuôn. Các anh có thể quan sát là cái lượng đồng khá là dày, cái lượng đồng khá là dày, và các anh có thể nhìn thấy chất đồng cực kỳ dày. Và phần bốn xung quanh được tạo một cái điểm nhấn, nó là cái khay rãnh như thế này, khay rãnh chạy bốn xung quanh, và logo của Lubinsky khắc rất là đơn giản ở đây. Phần ngoài bề mặt đồng này thì được mạ một lớp vàng, rất là óng ánh, rất là sang trọng cho các anh, rất đẹp. Ở dưới phần dưới này thì là một mặt đáy gỗ, và nó cũng khá là bán trên cái mặt bàn, bởi vì là hãng không mài bóng đi, như vậy nó không trơn trượt ở trên mặt bàn. Ở đây thì cũng có khắc vài cái thông số của hãng. Tuy nhiên thì cũng khá là hơi khó đọc một chút, bởi vì cái màu nó hơi bị chìm. Để các anh cũng có sờ lên để nhìn thấy là rõ cái nét ở trên này. Gỗ nguyên khối các anh nhé, nguyên một khối gỗ luôn, nên là rất là chắc và rất là bền. Cái gỗ, chất liệu gỗ thì các anh nếu mà yêu thích đồ gỗ thì các anh đều biết là đồ gỗ dùng càng lâu càng nhẵn, càng bền, rất là đẹp. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này. Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website. Để mà tiết kiệm thời gian, các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.